giờ mở mắt ra. Từng à, chị à, cỡ này bận tới bận lui còn ngủ ngon nhỉ? À cái này tôi có thể giải thích. Không cần giải thích, còn một giờ nữa con tuyệt đối không được ngủ nữa đó. Vâng, cày xong bộ chân hoàn, không còn bộ nào để xem nữa, xem sờ báo mạng xem có tin gì không vậy. Ừ, đây là tập đoàn Ngọc Quý thu mua truyền thông, cảnh lạc với giá siêu thấp, sắp khai thác lĩnh vực mới là điện ảnh. Một giờ sau, tôi đi hỏi tiến độ, chờ đợi là phẩm giá quý ông, người thua lỗ kinh khủng như cậu. À thân, kiểm soát bản thân đi. Tất nhiên mặt tôi đắt tiền năm đó làm hỏng cái phong đời nổi đâu, mau tôi buông tay ra. Không được, tôi nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho quý tổng cậu. Được rồi, trang điểm cho ăn cửu cửu xong hết chưa? Tất nhiên rồi, trường phẫu giáo sao đâu có thể chú ý được chứ. Cục cường đến lượt cung lên sàn diễn rồi. Đến đây. Hứa cẩm thần, trông em thế nào? Không ai sánh bằng. Tất nhiên rồi, lãng phí 5 giờ đồng hồ của đời em đó. Nhưng mà còn thiếu một món. Nữ thần biển cả. Wow, đẹp quá đi. Nào để anh đeo cho em. Chờ đã, cái này đáng lắm đúng không? Thấy mình còn sướng. Đồ gì chứ, làm hỏng bên đời con nổ thôi. Em thật là linh anh, sẽ không ai thích hợp đều nói hơn em đâu. Chúng ta đi thôi. Vâng. Cô ấy đều nữ thần biển cả, cái đó không phải đại diện cho tôi thất tình rồi. Đồng phải còn là thất tình mà là mơ mộng hão huyền. Cậu không nói không ai nghĩ cậu công đâu. Chị nói gì? Anh cẩn thận vì người phụ nữ mê hoặc, cô ta còn là mẹ ruột của Áo Áo. Đúng đó, cô ta còn dẫn thêm đứa về, nói là sinh đôi. Hồi cũng không biết là thật hay giả. Chắc chắn là giả, nhất định người phụ nữ đó đã dùng thủ đoạn gì đó. Không được, phải đi hỏi anh của em, rốt cuộc người phụ nữ này là chuyện gì? Người dám dành anh cẩn thận của em, chán sống rồi chứ gì? Chờ đã chi gì? Chị còn chưa nói xong. Chị nhìn bên kia kìa. Cái gì? Quỷ tổng à, đến rồi. Ừ, trên cổ ăn cửu cửu là nữ thần biển cả. Chỉ có nữ chủ nhân tương lai nhà họ Quý mới có tư cách đeo nữ thần biển cả thôi. Cũng tức là cô ta chính là vợ chưa cưới của anh cẩm thận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là cô ta chứ? Mình cố gắng lâu như vậy, dù cái gì cô ta đứng bên cạnh cẩm thận. Thứ mình có được, người khác cũng đừng hòng có được. Dù gì em biết vì sao chị không để em tìm anh em không? Vì anh em cũng bị ăn cửu cửu mê hoặc, em đi tìm nấy cũng vô dụng. Anh của em? Không phải chứ, anh em mất quyền chặt chẽ và anh ấy có qua lại với con gái đâu. Đây chính là chỗ lợi hại của ta. Nếu em muốn đối phó cô ta, đi tìm anh em là không được đâu. Em phải thế này. Tôi tin tập đoàn Quý Thị với sự cố gắng của tôi và mọi người nhất định trở nên càng tốt hơn. Cảm ơn bài phát biểu của Quý Chủ tịch. Ngày tháng thay đổi từng ngày, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, mạnh dạn khai thác thì chúng ta nhìn về tương lai. Chủ tịch Quý. Ừ. Việc thằng trước tăng lương, sau này trông cậy vào anh rồi. Tiếp theo buổi đấu giá từ thiện theo thường lệ của tập đoàn Quý Thị.
Thật ra trước mắt em có một cơ hội thăng chức tăng lương. Xin các vị nghỉ ngơi trong chốc lát, 30 phút sau bắt đầu. Là gì? Giữ bí mật đó, nghi thức kết thúc sẽ nói với em. Chứ, cứ ra vẻ thần bí, em đi vệ sinh trước. Lát nữa các người sẽ không cười được nữa đâu. Anh em đi vệ sinh trước. Được. Đúng là thật không hổ thời trang điểm của ngôi sao. Trong 23 năm cuộc đời lần đầu tiên mình sáng trói thế này. Còn có sợi dây chuyền này. Không được, không được. Không được đụng lên trên, làm hỏng rồi không đền nổi. Xin chào cô An, thật ngại quá làm phiền cô. Chủ tịch quý nói về hoạt động phía sau. Nữ thần biển cả cô đeo cần được bảo dưỡng. Vậy sao, vậy cô tháo ra giúp tôi. Vâng. Sau khi bảo dưỡng xong thì sẽ đưa đến chỗ ngồi của cô. Được, vất vả cho cô rồi. Tôi đã giúp cô lấy sợi dây chuyền đến rồi đây. Tốt lắm, đây là tiền thù lao đã thỏa thuận. Tôi xem cô còn kêu cần thế nào. Cuộc đấu giá đầu tiên chúng ta chính thức bắt đầu. Thật ngại quá lúc nãy có chuyện nên đã chậm trễ, không sao. Nữ thần biển cả của em đâu? À, không phải anh bảo em tháo xuống để bảo dưỡng sao? Sau đây xin mời vật đấu giá thứ nhất của chúng ta. Nữ thần biển cả. Không phải chứ, chủ tịch quý đã đem nữ thần biển cả đến đấu giá. Thì đó nữ thần biển cả không phải thứ người thừa kế nhà quý dùng để xác định vợ chưa cưới sao? Anh quý em không biết đây là chuyện gì. Có một phục vụ nhà vệ sinh đóng với em, anh bảo em tháo dây chuyền xuống mà đi bảo dưỡng. Gì làm tốt lắm. Chuyện nhỏ. Xin đặc biệt nói rõ nữ thần biển cả là do cô An cửu cửu tài trợ. Chúng ta hãy cảm ơn sự ủng hộ của ấy với việc từ thiện của chúng ta nào. Đây rốt cuộc là sao? Các người nhầm lẫn rồi tôi. Sau đây để tôi giới thiệu món đồ đấu giá này cho mọi người. Vào giây phút sợi dây chuyền bị lấy ra đấu giá, chúng ta đã không thể đổi ý. Bây giờ tính sao? Anh tin em đi, thật sự không phải em quyên tặng đâu. Anh biết. Bởi vì em không có cái lá gan đó. Em cảm ơn anh. Chuyện này là một âm mưu. Nhà vệ sinh có máy quay, cho nên giờ em nói gì cũng không có chứng cứ. Chứng minh người lấy đi, từ chỗ em. Để chỉ cho rằng em lật lọng dối trá kêu kìa. Cộng thêm em là người của anh, nơi này lại đều là người nổi tiếng trong xã hội. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của tập đoàn quý thị. Hay cho một tên trúng ba con chim. Nơi này không khác với hội đấu giá lúc trước lắm. Chỉ cần giúp em làm mất điện một lúc, em có thể lấy lại sợi dây chuyền. Chuyện nhỏ thế này còn chưa cần phải em ra tay. Cho dù nữ thần biển cả đặc biệt hơn nữa, nó cũng có cái giá. Mà anh, thứ còn thiếu nhất chính là tiền. Được rồi, thông tin căn bản giới thiệu mọi người đến đây thôi. Tiếp theo chúng ta bắt đầu tiết mục ra giá kích động lòng người nhất. Giá khởi điểm 30 triệu, ít nhất mỗi lần, thêm là 100 nghìn. Đấu giá chính thức bắt đầu. 100 triệu. Tôi không hề nhầm chứ, 100 triệu. Thật không hổ là quý thị. Cô An vừa quyên tặng dây chuyền anh đã mua lại. Để chắc chắn về để đấu giá chúng ta càng có ý nghĩa hơn, phải không? Không có gì, để giành được nụ cười của người đẹp mà thôi. Cô An trỏ cố suy nghĩ thế nào vì hôm nay chủ tịch quý ném ngàn vàng đổi lấy nụ cười của người đẹp. Có phải rất hạnh phúc, rất cảm động không? Cảm động. Cảm động con khỉ. Giá cái điểm 30 triệu đây này vừa lên đã ra 100 triệu. Quý cẩn thận cái thanh phá của nhà anh. Có số tiền đó anh đi làm chút gì phải tốt hơn sao? Tức chết mình rồi. Hai vị đúng là
Cọc đô thường tiến, ông trời tác hợp. Em cảm thấy anh như quấy hiểu lầm gì rồi, rõ ràng em chỉ là người đi cùng anh thôi. Hiểu lầm như vậy còn tốt sao? À, tốt lắm. Mình đã bấu víu được trường của chủ tịch quý. Cửu cửu. Anh cũng cảm thấy tốt lắm đó. Đúng là lấy mạng già này mà, gã này sao lại biết thở thính thế chứ. Hình tượng trong sáng này khiến người ta không chịu nổi đó. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Gì? Em đã làm gì vậy? Em không có làm gì cả, không có làm gì được chứ. Được rồi, nếu không ai tăng giá thì chúng ta sẽ... Chờ chút, tôi tăng giá 150 triệu. 100 triệu đã quá lắm rồi, sao còn có người tăng giá, hơn nữa vừa ra tay liền tăng 50 triệu. Cái này cô không biết nữa thôi, tôi nghe đó. Tần tổng này cũng thích cô ăn kia, bên cạnh quý tổng. Cô ta không phải vợ chưa cưới quý tổng sao? Vợ chưa cưới là vợ chưa cưới, không phải còn chưa cưới sao? Nó cũng đúng đàn ông mà, ai cũng có tính tháo đắn thôi. Này này, tôi dỗ vợ tôi vui, cậu đến có vui gì chứ? Xin lỗi làm gái tôi không hiểu chuyện, tiền này để tôi trả. Mà quý cẩm thần đã hiểu thành. Ha, chỉ dựa vào cậu cũng dám giành cửu cửu với tôi. Được, tốt lắm, tôi ra 200 triệu. Tiền rồi cô ta cảm thấy tiền quá ít, không đủ thành ý sao? Xin lỗi, tôi ra 250 triệu. Anh đừng... Im miệng. Trần tổng, anh đây là... Một vài lý do cá nhân, tóm lại thì nhất định để tôi đấu giá cho dây chuyền này. Trên con đường hiện tại thì chính là vương giả, giờ cậu dám khiêu chiến quyền uy của tôi. Và tôi sẽ theo đến cùng. Tôi ra 300 triệu. Vương giả chẳng qua chỉ có vậy. 350 triệu. Tốt lắm. 400 triệu. 450 triệu. 500 triệu. 550 triệu. Này hai người. Đều dừng hết cho tôi. Các người còn tiếp tục đánh. Người dẫn chương trình sẽ vui đến nở hoa luôn đó. Trà thành tích tới này mình có thể quen cả đời luôn đó. Được rồi, chị dẫn chương trình 500 triệu là giá cuối cùng rồi. À được được thôi. Nữ thần bị cả được bán với giá 500 triệu rồi. Chủ tịch quý đấu giá được, mời vật giá kế tiếp. Buổi đấu giá từ thiện đã kết thúc viên mãn, cảm ơn sự có mặt của các vị. Buổi đấu giá hôm nay đúng là làm tình mở rộng tầm mắt. Lúc đó chủ tịch quý đúng là ra tay rộng rãi. Cô An xin dừng bước. Em qua đây. Anh. Làm gì vậy? Từ em nói với cô An, em đã làm chuyện gì đi? Cuối cùng tôi bị anh tôi phát hiện. Chuyện chính là như vậy. Đây là 520 triệu phần thừa xem như chút quà bồi thường của tôi. Em từ nhỏ đã bị tôi chiều hư, làm việc trước giờ không qua não, mong hai người đừng để bụng. 20 triệu đó là 20 triệu đó, xem như chút quà bồi thường. Nghe đi, đây là lời con người nói sao? Tôi còn thiếu chút tiền này, tôi cũng chứng kiến quái trưởng thành, xem như lời tôi. Chúc mừng quái về nước đi. Em cũng nợ anh có 700 triệu thôi, em miễn cho em luôn đi chứ. Không phải chỉ 500 triệu thôi sao, có gì tài giỏi chứ.
Lũ tiền mấy Lũ có tiền mấy người thấu hiểu tâm trạng đại chúng vất vả anh chú đi chứ. Đáng ghét. Nè cô nhìn cái gì? Còn chỉ cướp anh cẩn thận còn đùa bỡn anh tôi. Đúng là Tần Duy Duy. Ấy, có chuyện gì không thể nói đàng hoàng chứ, cứ phải đánh trẻ con. Muốn đánh phải hỏi đầu đuôi mọi việc. Như vậy đánh mới đã chứ. Nói không phải. Cô tên Tần Duy Duy đúng chứ? Có một chuyện rất tò mò, tôi chỉ tham gia hoạt động còn quý cẩn thận thôi. Tại sao cô lại nói tôi cướp anh ấy đi? Hả? Cô đang nói gì vậy? Đồng nhìn có việc gấp cho nên đi trước. Cô không biết người phụ nữ đeo nữ thần biển cả chính là vợ chưa cưới của anh cẩn thận sao? Cô nói cái gì? Đây là truyền thống của nhà quý đó, cô không biết à? Điều rồi. Em nghe anh giải thích, anh muốn giải thích cái gì chút nữa rồi nói. Em phải xử lý việc này trước. Giờ có thể buông tay được chưa? Ừ. Thì quý tổng có việc gấp nên tôi chỉ thành minh đơn giản thôi. Thứ nhất, tôi không phải là vợ chưa cưới quý công thần, chỉ là đi dự tùy cùng nấy thôi. Thứ hai, tôi và Tần tổng chỉ là hợp tác qua một dự án, là mối quan hệ công việc. Nhiều nhất chỉ thể tính là bạn bè, không có mối quan hệ gì mập mờ. Nghe rõ chưa? Ồ. Sau khi thế của tài lại trở nên mãnh liệt thế. Được rồi quý tổng, tiếp theo nên bàn về vấn đề của chúng ta rồi. Mời. Được, được thôi. Thì là đi dự tiệc còn biết ngày anh cẩm thần sẽ không chọn người phụ nữ như vậy. Có gì không tốt chứ. Anh rất tán thưởng người phụ nữ như vậy. Hả? Được rồi, nói ở đây đi. Trước khi em hoàn toàn nổi nóng, anh có một cơ hội giải thích hợp tình hợp lý. Đồ cỡ anh không biết tại sao chuyện lại phát triển thành thế này. Anh vốn định đến cuối cùng mới tiết lộ ý nghĩa của nữ thần biển cả. Ồ, vậy kế hoạch ban đầu của anh là gì? Là cầu hôn. Tiếp tục. Sau khi chúng ta tham gia lễ nhậm chức xong, anh sẽ dẫn em lên du thuyền của anh. Chúng ta sẽ ngắm phong cảnh trước, sau đó là pháo hoa. Tiếp đó đúng bầu không khí rồi anh sẽ lấy nhẫn ra để cho em một bất ngờ. Có phải làm không đúng lắm không? Nào chỉ có vậy. Anh nhảy múa trên điểm giới hạn của em luôn đó. Còn chuyện dây chuyển thì sao? Anh định sau khi cầu hôn rồi nói đúng chứ? Đúng vậy, đến lúc đó nó nhiều đồng ý dây chuyển nó làm chuyện này càng đẹp thêm. Nếu còn qua đồng ý, vậy cũng đã muộn để đóng dấu quý công thần anh rồi đúng chứ? Anh chưa từng nghĩ sẽ thấy phản cảm vậy. Anh tưởng rằng tình cảm của chúng ta đủ đến bước bàn chuyện hôn sự rồi. Vậy sao vậy với anh? Hôn nhân có nghĩa là gì? Là cha của con mình, là kết quả cần thiết của việc động lòng sao? Hay là trách nhiệm phải gánh sau lần tiếp xúc da thịt? Cái này, anh quý thừa nhận như chúng ta có tình cảm, nhưng nó tạm thời chỉ xem như mập mờ thôi. Em thậm chí không hiểu anh, mà anh cũng thấy, chỉ thấy một phần nhỏ của em. Sao có thể hứa hẹn đời này như vậy chứ? Anh hiểu ý của em rồi. Chuyện đôi này đúng là anh đã cần nhớ công chu đáo. Xin lỗi em. Em nhận lời xin lỗi của anh. Ngoài ra, chủ tịch quý thân mến, chuyện này sẽ không làm lỡ truyền thưởng cuối năm của em mà ha. Em đúng thật là, tất nhiên là không. Quý thị chúng ta trước này vẫn luôn công tư phân minh. Vậy à, anh sẽ muốn là 700 triệu của em có phải cũng có thể trừ? Cái đó là tuyệt đối không thể. Được thôi, chúng ta về thôi. Giờ đã còn một câu hỏi.
Về mặt hình thức á, lần cầu hôn này của anh đúng là bước nhảy vọt so với lần trước. Với những gì em hiểu về anh, chỗ kiến này không phải mình anh là có thể nghĩ ra được. Là ai gợi ý cho anh vậy? Ôi, anh đã nói xem sau này chúng ta nên làm sao đây? Bây giờ chúng ta nên làm nhất là lên giường đi ngủ, đã muộn lắm rồi. Còn khó khăn lắm mà mình về ra đi, mới không có ở nhà muốn chơi ở ngoài thật đó. Ừ, đâu, đúng là thua em luôn. Trước khi làm rõ muốn làm gì, em phải biết tại sao muốn đổi ý đó. Đại khái chính là cuộc sống vô vị quá. Vậy sao? Vô vị quá à? Mami về rồi. Á chà, hôm nay mami đẹp quá đi. Đánh trống lãng vô dụng, nó còn thấy chán về bằng ngày mai. Còn bảo áo cũng đi học đi. Theo mẹ biết, cái lớp áo áo phải học bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, giải thích nâng cao kinh tế vĩ mô, nguyên lý tiếp thị, nghiên cứu thị trường, hành vi người tiêu dùng, dự đoán về các kênh tiếp thị vận tải và hậu cần, và hàng loạt các khóa khác. Cũng để con bớt chút quý cơm thần nghiên cứu cái điều bất ngờ gì đó. Cô nói xem có đúng không? Áo áo, cái này con không hiểu lắm. Đừng nghiêm khắc như vậy. Thực ra anh cảm thấy mấy đứa nhóc phát triển óc tưởng tượng một chút cũng tốt mà. Vậy sao? Không 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 đâu. Là đi kiên trì thêm chút nữa đi chứ. Được rồi, bổn cùng mệt rồi, các người lùi xuống đi. Vâng. Cùng điểm Hoàng Ngạch Nương. À. À, anh em có phải em gái rồi anh không vậy? Vì một cô gái mà anh lại phạt em úp mà vào được. Im đi, rồi lại. Khi nào nghĩ thông suốt rồi hãy mở miệng. Gì thế này, anh em đã cãi nhau à? Còn mới về có mấy ngày mà đã không nghe lời anh rồi. Mẹ, lần này anh còn giúp người ngoài ức hiếp con, còn là phụ nữ nữa. Phụ nữ còn dư dư, lỡ của em đừng có đổ cho người khác. Huống hồ chị tán tưởng cô ăn, em mới ở đây làm trái phải lẫn lộn đi. Con hơi mệt, con về phòng trước đây. Mẹ, mẹ xem anh kia. Từ nhỏ đến lớn nó bày bộ mặt lạnh đàn đó, ngay cả trước mặt mẹ cũng thế. Chẳng trách chị ăn dao, còn chịu gả cho anh ấy. Gì gì, cưới xin vốn là chị anh, tình tôi nguyện, sao cũng có thể đổ trách nhiệm lên người anh con hết thế kia. Không phải mẹ chịu con quá cho con hư không? Con, vậy con không nói nữa, không phải là được rồi sao? Điều điều, chào trường tối này đã kể cho chuyện gì, những ai đã từng liên hệ riêng với Gigi. Vâng thưa bà. Vấn đề trước mắt của cảnh là như vậy. Vấn đề hàng đầu trước mắt là không ai quản lý, tôi đã tuyển chọn dựa theo lý lịch. Đây là danh sách mà anh xem qua. Không cần đâu, tôi đã chọn xong người phụ trách rồi. Sao còn chưa đến? Anh quý, em có chuyện tìm anh. Vào đi. Em nghe nói các anh đang bàn chuyện liên quan đến công ty Cảnh Lạc. Ừ, sao thế? Đừng giả vờ nó quý nào, cũng có anh đang đợi cô ấy. À, anh biết đó, Cảnh Lạc là công ty mẹ em lập. Em về chính là muốn lấy nó về từ Đại Bạch Vĩnh Cường. Nhưng giờ anh thu mua nó rồi nên em chỉ có thể đến tìm anh.
Có thể xin anh bán lại cho em không? Cô à, thái độ của em bây giờ hôm qua đúng là hai người khác nhau đó. Tối qua còn dùng từ ngữ nghiêm túc, hợp lý từ chối anh. Hôm nay lại đến lấy lòng anh. Em đang rèn người tính nhẫn nại của anh không? Em đang rèn những cái tính kiên nhẫn của anh không? Nào có, anh Quý vẫn luôn là công tư phân minh. Em đây là đang giúp anh phân chia công việc và cuộc sống đâu mà. Vậy sao? Vậy được, giáo chỉ tình cảm riêng từ chúng ta qua một bên, không nói. Chỉ riêng về mặt công việc. Anh đã tốn rất nhiều công sức dùng cái giá cực thấp để thu mua lại công ty Cảnh Lạc. Có thể nói lần thu mua này là một thành tựu trong lịch sử Quý thị chúng ta. Hơn nữa là kỳ tích như thế này chưa còn xuất hiện lần thứ hai. Cho nên mặc kệ là từ góc độ kinh tế cá nhân hay là lợi ích của công ty, anh cũng không có lý do gì bán hết cho em. Ủng hộ, cô An này còn thiếu anh món nợ 700 triệu. Từ giờ anh có thể bán lại với em với giá gốc. Thì em có tiền trả cho anh không? Em... Hình như mình đã nhìn thấy thứ gì đó rồi. Vậy, vậy quý trọng có xem tính sao đây? Chỉ cần không phải là điều kiện trước là kết hôn, những cái khác em đều có thể đồng ý với anh. Thế này... Đừng có giả vờ nó quý trọng, thì anh đã nghĩ xong rồi đúng không? Anh sẽ còn bán Cảnh Lạc cho em, nên có thể để em làm người phụ trách nó. Vậy cũng được, em hoàn toàn đồng ý. Được rồi, đồng ý với anh vậy, anh cũng có điều kiện kèm theo. Là gì? Cho anh một cơ hội theo đuổi em. Không cần thừa nhận thân phận của anh, kiểu như là bạn trai của em. Cũng không phải để dấu ấn của anh, chỉ là tượng trưng thôi. Em có quyền tự do chọn lựa. Tự do lựa chọn cho nên em thể bỏ anh ra bất cứ lúc nào. Vụ mà bán này lời nha. Được. Về anh Quý này, anh cứ làm việc trước đi, em đi trước đây. Có chuyện gì cứ gọi em nhé. Được. Quý trọng, thì tôi báo vấn đề công ty Cảnh Lạc với cô A trước một tiếng không? Tất nhiên là không. Nếu phải biết rồi cho còn đến tìm thôi chứ. Sao? Cảm thấy cách làm của tôi không thỏa đáng sao? Tất nhiên là không. Tôi chỉ cảm thấy vấn đề đối xử với cô An hình như đã thay đổi rất nhiều. Từ tấn công một phía chuyển thành hình thức lật mềm buộc chặt. Tôi chỉ thay đổi lối suy nghĩ chút thôi. Tôi chưa từng theo đuổi con gái, thể hiện tình cảm rất trực tiếp, cách làm cũng vụng về, cho nên mới bắt đầu chỉ có thể chủ yếu nghe ý kiến người khác là chính. Muốn tôi làm gì tôi sẽ làm đó, kết quả cũng rõ ràng, thất bại hoàn toàn. Sau đó tôi phân tích kỹ lại toàn bộ những ưu thế của mình, phát hiện thương nghiệp mới là sở trường của tôi. Cho nên tại sao tôi không dùng điểm mạnh của mình cứ đi sáng suốt cái điểm yếu về tình cảm kia chứ. Thứ như tình cảm rất phức tạp, nhưng nếu như đưa vào chiến trường kinh doanh và cả khu vực đều là sân nhà của tôi, đại khái chính là như vậy. Không hiểu nhưng có vẻ rất lợi hại. Quỹ tạo không tốt hơn hết tôi báo cáo công việc với anh vậy. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Vào chào mà mở cửa.
Cục cưng à, con muốn làm mẹ sốt đồ chết sao? Từ lúc con trở về từ buổi lễ nhậm chức của cẩm thận đã tự nhốt mình trong phòng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Phu nhân đã điều tra được lý do. Gì cơ? Không nhắc đến chuyện tên nhóc nhà quý kia theo đuổi con gái mẹ nhiều năm vậy. Hại hôn nhân của nó và Tần gia coi như tiêu tùng luôn. Bây giờ lại tìm đâu được cô vợ chưa cưới vô dụng gì đó vậy? Mẹ đi tìm cô ta. Mẹ, mẹ đừng đi tìm cẩm thận. Hồi con gái cưng mẹ rồi lại khóc thành thế này. Cái tên nhóc đó đối xử với con vậy, mẹ phải tìm nó hỏi cho ra lẽ. Mẹ đừng đi, cũng không phải lỗi của anh ấy. Đó là An Cửu Cửu người dụ dỗ anh ấy. An Cửu Cửu? Không ngờ cũng họ An, đúng là xui xẻo. Một cô nhỏ quy mụ không dám giành người với giao giao chúng ta, cô ta làm phản rồi hả? Cục cưng đừng sợ cục tức này. Mẹ trút thay cho con. Mẹ, mẹ, mẹ. Tiểu Cửu, dậy rồi à? Hôm nay con ngủ trưa nhiều hơn hôm qua đó. Vâng. Sao vậy Tiểu Cửu? Con đã mơ một giấc mơ dài ơi là dài. Trong mơ hình như con lớn rồi, sau đó con đã mất đi mẹ. Thế à? Tiểu Cửu, mẹ sẽ không thể ở bên con cả đời. Con sẽ lớn lên, mẹ sẽ già đi, sau đó thì bùm một tiếng, mẹ sẽ biến mất. Sao lại như vậy? Nhưng mà cho dù một ngày con không nhìn thấy mẹ nữa, vậy thì cũng đừng sợ, với mẹ con sẽ mãi mãi bên cạnh con. Mãi mãi. Mẹ nhìn đi, con nhất định sẽ tái hiện cảnh huy hoàng của cảnh lạc. Thẩm Thường, con nghe nói chưa, hôm nay người phụ trách phía quý thì sẽ đến đó, không phải con là trợ lý của anh Triệu sao, có gặp qua chưa? Tôi... Rồi, cô hỏi cô ấy thì có thể hỏi được gì chứ? Chỉ bằng trực tiếp hỏi anh Triệu. Chà, mấy cậu đến sớm vậy. Đang nói gì đó. Không có gì, nói về người phụ trách mới đó. Anh Triệu phải nói quý thị này vô lý quá rồi. Không dùng người có sẵn như anh, cứ nhất định phái từ tổng công ty đến, vô lý quá rồi. Chỉ là cái tên mà thôi, tôi không sao. Chỉ cần mấy cậu có chút tình nghĩa với tôi đã thỏa mãn rồi. Yên tâm đi anh Triệu, sử dụng người phụ trách mới có đỉnh hơn nữa, chúng tôi cũng nghe theo anh mà. Đến rồi, mà đến xem đi. Chà, là phụ nữ kìa. Nếu là nữ thì càng dễ bắt chẹt rồi. Tôi không tin là cô Thảo thể nạp ra chuyện gì. Chuẩn bị giúp tôi bản khai báo tài vụ hàng năm, bản lợi nhuận, bản số liệu hiện có và bản lưu lượng. Ngoài ra có danh sách toàn bộ dự án công ty làm trong 5 năm qua, cùng tất cả nghiệp vụ chờ xử lý trước mắt. Ta phải nhìn thấy toàn bộ trước 3 giờ chiều hôm nay. Trượt nhiều vậy sao? Sao? Khó lắm hả? Cô vừa đến đã cần nhiều như thế, còn gấp như vậy. Có thể chỉ có cô cảm thấy không khó thôi. Bản khai báo tài vụ, bản lợi nhuận, bản lưu chuyển tiền tệ đều là quý thì đã xem xét qua một lần, đều có sẵn. Danh sách dự án trong 5 năm chỉ là sắp xếp lại việc làm một lần. Toàn bộ dự án chờ giải quyết trước mặt, càng không cần nói nhiều. Đầu năm không phải đã lập kế hoạch rồi sao? Tôi giao cho anh buổi sáng lại thêm 3 tiếng buổi chiều. Còn không đủ sao? Đủ rồi. Giờ tôi đi làm. Nhanh lên. Không phải chỉ là một người coi cửa cho quý thị thôi sao? Tỏ vẻ gì? Hoàng mới lên trước tỏ vẻ anh chút mà. Anh làm mình uống chút cà phê bớt giận, được chấp nhận với mấy bà cô đó. Thẩm Thường, mấy cái ăn động nói có đều nghe thấy rồi chứ?
Trước buổi trưa phải chuẩn bị xong, đừng chờ. Tôi đòi cô để lấy. Đưa trước cho tôi. Vâng. Được ạ. Không ai làm tôi bớt lo được cả. Hình như Triệu Lâm này rất được các đồng nghiệp ủng hộ. Nhưng một người đến đại học chưa từng học, làm sao mà ngồi vào vị trí tổng giám đốc thế nhỉ? Thì ra là vậy. Cho nên khi không không là giá trị cực đại, ép không không bằng không. Hiểu chưa? Em ơi. Anh ơi, khó quá đi. Em không sướng tầm học môn toán mà. Nhưng hôm nay anh thấy em lúc học tiết toán nghe giảng nghiêm túc lắm mà. Đó là vì em phát hiện thầy toán và chị Long Vương đang yêu nhau. Cha về rồi đây. Ra đi. Mà mì có còn đâu? Vừa về liền lên lầu, đến giờ cũng chưa xuống nữa. Các con từ trời nhé, mà mì bận chút việc. Đà đi cũng phải đà đi đã sắp xếp rất nhiều việc cho mami không? Cũng tính là vậy. Như vậy không được đâu đó ra đi. Đà đi làm mami bận vậy, đâu có thời gian yêu đương chứ. Đà đi đây là mượn danh công việc để tạo điều kiện ở cùng mami các con. Công ty mới có nhiều vấn đề vậy, cũng sẽ có việc của ấy không giải quyết được. Một bên tìm sự giúp đỡ, một bên là cung cấp sự giúp đỡ. Thường xuyên qua lại chúng ta có thể kéo gần khoảng cách. Tự nhiên sẽ ở cùng nhau thôi. Nhưng đã đi quên xem xét nguy hiểm thực tế. Nếu mà mày có năng lực tự giải quyết vấn đề, hoặc là mong ý đi nhờ người khác giúp, vậy ra đi làm vậy còn phải đã trở thành tự cho là thông minh sao? Hẳn là không đâu. Mình và người bố bướng bỉnh của mình à... Vậy cứ chờ cho em thôi. 15 phút sau bút tiền được miếng đó cho anh. Vâng. Sao còn chưa xuống chứ? Là vì không biết mình đã trở về rồi sao? Các cậu chủ nhỏ đến giờ uống sữa bò rồi. À chú Ngô. Sao vậy cậu chủ? Chú cũng đi đường ly sữa bò cho ăn cửu cửu đi. Với lại nhất định phải đặc biệt nói rõ là cháu kêu chú đưa đó. Vâng. Vâng ạ. Vẫn không có chút động tĩnh gì. Chú Ngô, lúc chú đưa sữa bò có nói cháu kêu chú được không? Tất nhiên là có, nhưng mà cô Hoàng chỉ nói một câu dạ vâng, xong không còn nói gì nữa. Chị lại thất bại rồi. Đã đi đừng bướng bỉnh nữa. Lên dành cái đi. Cũng phải, ngồi lâu vậy cũng nên hoạt động. Đúng, hoạt động chút. À, xem ra đây chúng ta vẫn còn tiếp tục rèn luyện. Chú Ngô, chú lại mang đồ đến sao? Để trên bàn là được, lát nữa cháu sang. Sao vậy? Anh Quý, sao anh lại đến đây? Không phải là đến để giám sát công việc đó chứ? Có thể coi là vậy. Thế nào, gặp phải vấn đề trong công việc rồi sao? Nội dung công việc cơ bản vẫn ổn, cho sao vẫn đang làm quen. Giờ điều gì nhớ em thấy lo là người. Người. Đúng vậy. Cái tên người này là Triệu Lâm, người mà Triệu Mẫn nhét vào. Thì bản thân nhà anh ta không có bản lĩnh gì, nhưng lại rất được yêu thích ở trong công ty. Nếu trực tiếp rủi mà không có lý do,
ngược lại sẽ khiến các đồng nghiệp khác phản cảm, càng bất lợi cho công việc sau này của em. Nhưng nếu không đủ sẽ tạo thành tình trạng trong công ty không ai nghe em chỉ huy. Cửu cửu, em có từng nghĩ nhờ người khác giúp đỡ không? Nhờ người khác giúp đỡ? Nhờ ai? Ví dụ như anh. Vậy quý tổng và em xem nên xử lý làm sao? Có hai cách. Nhanh nhất, có hiệu quả nhất thì để anh ra mặt. Anh. Đúng vậy, người giống như Triệu Long rất dễ giải quyết. Họ vẫn luôn sợ mạnh hiếp yếu, vô cùng thức thời. Giờ anh ta không phục em là vì nhìn em chỉ giống người phụ nữ giàu quý thì phải đến, không có quyền phát ngôn gì. Nhưng nếu anh ta bị anh nhìn thấy, đến chủ tịch như anh cũng phải nghe em thì sao? Thú vị. Nhầm không muốn giữ lại anh ta ở công ty, loại người không có năng lực như anh ta. Cho dù nghe lời em cũng không mang đến lợi ích tốt đẹp gì cho công ty cả. Vậy có thể suy nghĩ cách thứ hai mà nói. Giao nhiệm vụ quan trọng nhất, không thể hoàn thành nhất cho anh ta, sau đó cho anh ta phạm sai lầm. Vậy không phải đã có lý do để đuổi việc rồi sao? À, em hiểu rồi. Nhưng mà em có thể nhận ra mặt trước để anh ta hăng hái làm việc cho em, kéo gần khoảng cách với em và các đồng nghiệp khác, sau đó lại tìm sai lầm rồi đuổi anh ta. Vậy không phải càng tốt hơn sao? Tiến hành song song phải không? Bé hồ ly. Chính là người này. Sau khi xong chuyện, nhớ gửi tiền vào tài khoản của tôi. Đã gửi tiền đặt cọc, ngoài ra làm việc chứng khoán chút, tôi không mong bị bất cứ người nào điều tra được. Đây là tất nhiên. Đồng thời tôi cũng đảm bảo sự kiến của tôi. Đầu không muốn sống. Tìm được người rồi chứ? Vâng. Dựa theo căn dặn của bà, vừa không làm hại đến tính mạng là khiến cô ta sống không bằng chết. Tốt lắm. Hẳn là cậu biết tôi không mong ông An biết chuyện này nhỉ? Vâng, tôi sẽ giữ kín bí mật. Trở về đi. Vâng, phu nhân. Không ngờ chủ tịch quý có thể đến công ty chúng tôi. Đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này mà. An tổng các người đâu? Cô ấy bên trong, giờ tôi sẽ đưa anh qua đó. Trước thứ sáu tuần này gửi phương án này cho tôi. Tuần sau đi, tuần này không kịp. Anh An tổng, chủ tịch quý tập đoàn Quý Thị đến rồi. Kêu là hôm sau làm gì không nhìn thấy tôi đang bận sao? Bình thường làm việc thế này à? Không, không phải, chỉ là tôi nhìn thấy anh nên hơi kích động cho nên mới. Quý tổng, anh đến là có chuyện gì sao? An tổng, ôi chà, cuối cùng đã gặp được cô rồi. Triệu. Anh Triệu, đây là chuyện gì vậy? Tiểu Vương à, tôi nghĩ chúng ta có thể đã gây chuyện lớn rồi. An tổng. Còn cô An, cô không biết sau khi cô rời khỏi Quý Thị tôi nhớ cô biết bao nhiêu đâu. Đúng thật là giống ngày không gặp hay như cách bao thu. Không được, cứ nhất định phải cố nhịn. Quý tổng, chúng ta vào rồi nói đi. An cửu cửu, em muốn cười đến lúc nào? Không, không phải em muốn cười. Là mỗi khi em nghĩ đến một ngày không gặp với những cách bao thu thì hoàn toàn không dừng lại được. Em thật đúng là anh đến mặt mũi của chủ tịch mặt kệ và em còn cười anh. Em không nghĩ là dùng cách này. Nếu không phải mức nhẫn nại của em cao, chúng ta đã sớm bị lộ rồi.
Anh cũng chưa từng học làm sao tâng bốc người khó. Hơi lố một chút thì sao chứ, anh còn cười. Tiêu cười hơi quá tổn thương đến lòng tự tôn của anh ấy rồi. Nhưng mà xét theo diễn xuất của chủ tịch Quý, giờ trong mắt đồng nghiệp kia e rằng em giống như là thần rồi. Vậy sao? Tất nhiên rồi, hiệu quả cực kỳ tốt. Chợt chợt đàn ông ấy mà cực kỳ dễ dỗ. Vậy có phải anh có thể đòi chút phần thưởng không? Tất nhiên là được. Anh muốn gì? Cái này đã xảy ra chuyện gì vậy? Quý tổng ở phía tổng công ty, thật ngại quá làm phiền hai người tiếp tục. Quỷ cẩm thận anh lại chơi cái trò đột kích này nữa. Cửa công ty giải trí cảnh lọt, chủ tịch Quỷ anh đi thông thả. Được rồi hoàng tổng, tôi đến đây để rất làm phiền, cô không cần phải tiễn rửa. Hơn nữa thứ cần có tôi cũng đã có rồi. Nếu là vậy, xin chủ tịch Quý đừng có đến nữa, bởi vì anh thực sự rất làm phiền tôi. Vậy thì không được, dù sao cảm giác của tôi về anh tổng giống một ngày không gặp anh ở bao thu đó. Mau cút. Hình như trong tay người lúc nãy có thứ gì đó. Ờ, cứu cứu. Sao? Hưởng thụ đau khổ đi. Ha ha ha. Tất nhiên bắt hắn lại. Qua đây cho tôi. Tiêu rồi. Không tránh được. Qua bên này. Không sao rồi em. Quý tổng. Quý cẩm thận. Quý cẩm thận, anh sao rồi? Anh cảm thấy đau chỗ nào không? Có thể đứng dậy không? Anh, hình như anh không còn cảm giác thứ nữa từ dưới. Cái gì? Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Đừng lo lắng, anh chắc chắn chứ không sao đâu. Anh cứu cứu, em nói xem. Nếu anh thật sự bị liệt thì tính sao đây? Anh cứu cứu. Trong tình huống nghiêm túc thế này em còn có thể cười được sao? Xin lỗi xin lỗi. Lần đầu thấy anh căng thẳng vậy không nhịn được. Cậu chú táo đi. Em im miệng đi. Lấy dòng cậu có thể cười là do hai điều. Thứ nhất em tin anh chắc chắn chứ không sao. Thứ hai, nếu anh thật sự bị liệt, anh cửu cửu sẽ nuôi anh cả đời. Em không nuôi nổi anh đâu. Ồ, đây là anh nói đó về mặt kệ anh. Em dám nuôi không nổi thì không nuôi. Đời người thì phải dám buông bỏ. Em không thử mà nó từ bỏ rồi. Em tin trình độ dự đoán của anh mà. Đáng ghét. Một liếc mắt đưa tình về nhà đi chứ. Lên xe cấp cứu làm gì? Làm vậy cho ai xem chứ? Quỷ tượng đã có kết quả kiểm tra. Thế nào rồi? Nghiêm trọng không? Ừ, trông có vẻ anh cần phải nằm liệt giường rồi.